thôi bây giờ mình làm bạn thôi đi, rồi khi nào học 12 xong rồi mình quen nhau cũng được. Thì tự nhiên anh này giận luôn. Còn sao giận vậy Hùng? Con nhớ là gọi điện thoại bạn á, nghe xong cúp máy là khóc quá trời luôn. Con khóc à? Dạ con khóc á, con thương quá mà. Xong tự nhiên một ngày đẹp trời bỏ người ta à. Dạ cũng không công khai nhưng mà dạ được cái là trường con là cứ tối con đi chơi là sáng tụi nó biết rồi, là con giấu rồi đó. Mấy đứa bạn con giống như là muốn vậy. Anh nó không muốn, anh nó từ từ xin mình con gà luôn. Thế là dính một phát, là một phát đầu tiên là dính luôn, là có con luôn. Dạ cái gì chứ nhỏ này quá. Đang gà đứa thứ hai nhưng mà chưa chị. Là cho con xin chào chú Thuận với cô Hồng Vân. Con tên là Thanh Hiếu, con 29 tuổi ạ. Hiện tại thì con đang làm tư vấn tài chính. Con chào chú Thuận, con chào cô Hồng Vân. Con tên là Lê Chí Hùng, năm nay con 30 tuổi. Công việc của con là tư vấn bất động sản. Cơ duyên nào mà hai bạn gặp nhau và yêu nhau? Cơ duyên gặp nhau là cũng khá là lâu rồi. Năm đó là con học lớp 7, anh này thì học lớp 8. Ủa Thanh Mai trúc mã rồi. Dạ thì trong một cái kỳ thi học kỳ 1 á, thì trường sắp xếp trộn hai khối với nhau, ngồi chung phòng thi đã không có copy bài á. Thì con với anh này là ngồi chung một bàn. Sau đó là anh này bắt đầu ảnh cứ tán tỉnh vậy á, là tụi con có một cái mối tình học trò từ đó. Có nghĩa là từ lớp 7 là đã biết yêu rồi đúng không? Dạ. Thích thôi. Đúng rồi. Dạ. Thích thôi chứ còn yêu thì yêu gì. Lên cấp 3 có bị tách rời nhau? Dạ, khác có, trường không? Không có, có khác trường nhưng mà có tách nhau một khoảng thời gian, khoảng hơn một năm rưỡi. Mới có lớp 8, lớp 9. Mọi người cứ chọc ngại quá, mình cũng là thích thôi chứ cũng không đến nỗi gì mà. Bên này ngại nhưng mà Hùng chắc thích lắm đúng không? Dạ thích lắm, càng chọc càng thích ạ. Anh chị nói là thôi bây giờ mình làm bạn thôi đi, rồi khi nào học 12 xong rồi mình quen nhau cũng được. Thì tự nhiên anh này giận luôn. Còn sao giận vậy Hùng? Con nhớ là gọi điện thoại bạn á, nghe xong cúp máy là khóc quá trời luôn. Con khóc à? Dạ con khóc á, con thương quá mà. Xong tự nhiên một ngày đẹp trời bỏ người ta à. Chuyện mà con khóc đó con kể cho mẹ. Dạ có, sau này có kể. Tại vì sau này lên cấp 3 là có cơ duyên quay lại. Sao lâu vậy? Con học lớp 9, anh này lớp 10, là chia tay. Thì đến năm con học 11, anh này 12 thì quay lại. Là một năm, chia tay một năm hơn. Khoảng năm rưỡi á. Dạ. Suốt một khoảng thời gian năm rưỡi đó là mỗi lần mấy đứa gặp nhau trong trường thì sao ta? Sau khi mà mình khóc đủ rồi đó, là bắt đầu mình chuyển qua mình ghét. Đau, mình đau quá mình ghét. Dạ. Cái nhà cũng gần á. Xong đi xe đạp á, đi ngang qua là con thấy từ xa là con không nhìn luôn. Nhưng mà con thì sao? Con có cho ăn lơ pizza. Có nghĩa là mình cũng gặp vậy thôi, nhưng mà chính con là người chủ động nhắn tin chúc mừng sinh nhật ảnh lại. Cái thời điểm con không lơ được nó hả? Không, nói chung trong cái khoảng thời gian đó ảnh có quen một cái bạn khác và bạn học chung lớp với con. Trời ơi, gặp cô là cô lơ luôn rồi. Không phải, tiếc chứ chị. Không phải, tiếc. Ở vừa thông vừa tức mà vừa tiếc nữa con. Có. Sau này còn kể là chù ẻo để cho hai đứa chia tay nữa. Con gian mỏi mệt luôn. Rồi xong sao? Con quen với bạn đó được bao lâu thì hai đứa chia tay? Coi như là cô này cầu được thấy. Chắc tầm khoảng 3-4 tháng đó. Từ cái gì mà khiến cho hai đứa quay lại? Trong một ngày đẹp trời là sinh nhật của con, thì tự nhiên lúc đó nhận được một cái tin nhắn của số lạ thì chúc mừng sinh nhật. Nghi là cổ liền đúng không? Dạ đúng rồi. Lúc đó có khóc nữa không? Dạ là cười khoái liền đó. Khóc gì sung sướng đó. Sau đó coi như là hai đứa quay lại đúng không? Dạ đúng rồi. Từ quay lại có dễ không? Dễ lắm luôn. Dạ không. Rồi nhỏ kia làm sao? Chia tay rồi mà. Dạ chia tay. Đúng rồi, chia tay gần 1 năm rồi ạ. Chia tay xong rồi mới quen lại. Dạ dạ con là luôn luôn là off xong rồi mới chuyển giờ. Cô hồi hộp. Cô sợ cái cảnh mà coi như là con phải khó xử giữa hai cô gái cùng lớp á. Quen tới khi nào thì hai đứa mới công khai ở trường? Dạ cũng không công khai. Không nhưng mà dạ được cái là trường con là cứ tối con đi chơi là sáng tụi nó biết rồi, là con giấu rồi đó. Mấy đứa bạn con giống như là cú vậy. Con thấy bạn bà mẹ biết không? Dạ cũng biết. Có đồng ý không? Sau khi mà con thi vào trong này thi xong con về lại, lúc đó là có một buổi đi chơi, mẹ con mới gọi là nói là đang chở bạn gái đi chơi đúng không? Mình nói sao biết được hay vậy. Xong rồi con quay xe con chở bạn về ra mắt luôn. Mẹ có nói chuyện với bạn. Tụi con có một cái điểm là khác nhau về tôn giáo á, nên nó là mẹ có nói bạn là nếu mà tiếp tục muốn quen mà đi xa hơn thì bạn là phải theo chồng. Xong đó dạ không, con không bỏ, trả đời một phát ngay lúc đó luôn. Lúc về thì hai đứa cũng khóc, cũng suy nghĩ thôi hay là bây giờ mình cứ yêu nhau vậy thôi, khỏi cưới cũng được. Ủa cái giai đoạn đó là tụi con ở đâu? Dạ hồi học đó là ở đâu? Dạ còn ở quê là ở Cam Ranh. Tới lớp 12 là con tốt nghiệp là con phải học đại học là dạ lúc đó con vào trong đại học thì bạn còn học ở đó thì yêu xa một năm. Sau đó thì con mới tư vấn cho bạn để phải vô trong Sài Gòn học. Thoát ly vô Sài Gòn học. Dạ đúng rồi. Vô cùng trường ảnh đang học luôn. Hồi nhỏ cũng học chung trường. Lớn lên vẫn học chung trường. Lớn hơn nữa ở chung nhà. Hai đứa nói là ở trọ hết. Dạ, vậy thì cái giai đoạn lên đại học có ở trọ chung không?
Lúc đầu thì chưa thì... Tại vì con lúc đó là con đang ở chung với lại anh hai. Còn bạn này thì ở gần trường là ở quận 9 á. Sau đó thì khi mà anh hai về quê rồi đó thì con mới rủ bạn. Rủ bạn gợi ý. Có nghĩa là phải sau 3 năm mới, lúc đó mới ở mới chung, ở chung. Dạ. Anh có bắt con share tiền trọ với anh không? Anh bảo nói chung anh không có bắt hay gì, nhưng mà con cũng chủ động. Con chủ động rồi anh có lấy không? Thật ra thì thời điểm đó là cả hai đứa gia đình cũng khó khăn lắm, cho nên là giống như là tự thân vận động. Cứ nói lấy đi, có gì đâu phải bị có lấy là đi học là khó khăn mà. Khó quá mà. Dạ đúng rồi, cũng khó lắm. Cả hai là cũng vừa mới ra trường luôn, cho nên là cũng sang sẻ với nhau. Nhiều khi hả, còn không có đủ tiền để ăn nữa, chứ đừng nói là tiền ở. Như vậy là mấy đứa ở chung với nhau vậy á, gia đình có biết không? Dạ biết. Dạ biết. Phản ứng của hai bên sao? Có bên nào căng không? Dạ không luôn. Dạ không có bên nào căng cả. Tại biết hai đứa thương nhau từ thời nhỏ xíu rồi đúng không? Dạ đúng, đúng rồi. Nên là cũng không có quen nhau bao lâu thì mới cưới? Từ cái thời điểm mà yêu lại á, cái năm con học 11 á, là tới lúc cưới là 8 năm. Yêu lại chính thức là năm 2010, thì đến năm 2018 mà tụi con cưới là 8 năm. Rồi trong cái quá trình cưới vợ thì là con có tích lũy, rồi con có để dành tiền, hay là có ai tư vấn cho con là cần phải có những bao nhiêu thì mới lấy vợ? Dạ có, lúc mà mới bắt đầu lên học á thì con ở chung với anh hai, thì được anh hai dạy khá là nhiều về kỹ năng sống, về định hướng trong tương lai. Thì anh hai nói là mình đàn ông là tại thời điểm đó là muốn mà cưới được vợ là phải tích lũy tối thiểu là phải 100 triệu. Năm 2018 á thì con cũng đi làm, cũng tích lũy á. Sau lúc đó mình cảm thấy mình cũng thương quá, không hiểu tại sao tại thời điểm đó là con là muốn phải cưới cho bằng được tại thời điểm này, mặc dù là hai đứa cũng đang để ở chung với nhau rồi, cũng quen một thời gian lâu rồi. Thì con quyết định là cưới, nhưng mà không có nói với lại bạn. Thì lúc Tết là về á thì con mới nói với mẹ là đi coi ngày, thì xong rồi ăn Tết vô lại á thì con mới nói với bạn là thôi mình cưới. Rồi xong con đưa tờ giấy em bé coi ngày rồi nè. Có đồng để dành được nhiêu? Trời, chị đang tính nội đó. Là con nghĩa đó là con để dành được nhiêu. Dạ lúc đó là tính nhầm. Tính nhầm là tưởng đủ như lời anh hai dạy rồi, nhưng mà sau đó là chưa đủ. Chưa đủ dạ. Bao nhiêu? Dạ trăm cũng triệu đâu có ăn thua gì đâu. Cái dạ suy nghĩ lúc đó đơn giản ạ. Dạ nói chung là mình chỉ yêu thôi. Bữa đó được nhiêu? Dạ cũng hờn hờn. Được nhiêu? Sao nhớ được? 20 hay là 80 hay 90? Dạ chắc 89 á. Dạ cũng được. Thôi nhưng mà lúc đó thương quá nên mình cũng nghĩ đơn giản thôi, con đơn giản. Trẻ có nhiêu lắm nhiêu thôi. Dạ, đúng rồi, vấn đề gì? Miễn vui, miễn hạnh phúc là được. Dạ. Bây giờ là hai đứa là có nhà, có cửa ở Sài Gòn chưa? Dạ cũng có rồi. Rồi con là mấy tuổi rồi? Dạ cũng được 4 tuổi, gần 4 tuổi. Quá tuyệt vời. Ảnh không muốn, ảnh từ từ sinh mình con gà luôn. Thế là dính một phát, là một phát đầu tiên là dính luôn. Là có con luôn. Dạ có cái gì chứ nhỏ này. Quá. Đang gà đứa thứ hai nhưng mà chưa chị. Sẵn nhỏ này bị nó bị gài nè, hỏi nó luôn. Hỏi luôn ha. Là vợ con có tật xấu gì? Đó. Trước hết là thấy nó gài con là thấy là không được rồi đó. Con yếu đứa con này thôi, mà bị gài không gì đó. Bây giờ thì con cũng chưa thấy tật xấu nào ở vợ. Có nghĩa là những cái cử chỉ, những cái hành động đó thì mình cảm thấy nó ngày càng yêu hơn, như là mọi thứ cảm thấy rất là dễ thương. Thiệt không đó? Dạ thiệt. Đây là phần không phải là để dành những cái lời coi như là hoa mỹ, những cái lời ngôn tình dành cho nhau nha. Ở nhà thì con bừa bộn, còn chắc là bạn cũng lay tính hay sao, cũng hơi hơi thôi. Nhưng mà con cũng thấy nó là hai vợ chồng bừa bộn như nhau. Dạ, dạ cũng không đến nỗi nào, nhưng mà có nghĩa là đặt đâu để đó vậy đó. Rồi sau đó là đứa khác đi dọn. Con thì thấy có điểm là anh hướng không có sự đầu tư lắm. Tại vì tính của con á, khi mà ăn uống á thì phải đủ món, rồi nói chung là phải chỉnh chu một tí. Cơm là phải đủ ba món. Ba món đó. Dạ. Canh xào. Nè, mặn nè, xào nè, đúng không? Dạ đúng rồi. Là hơi sơ sơ. Dạ đúng rồi. Khi đi làm về thấy vợ chuẩn bị những đồ ăn gì thì con cũng hơi quạo. Như vậy đâu có mong muốn thay đổi điều gì hả? Mong muốn thay đổi thì những cái mà vợ con đã làm tốt rồi thì con mong muốn là vợ làm tốt hơn nữa. Còn ngoài ra thì cố gắng đầu tư thêm cho bản thân. Đã xinh đẹp rồi thì mình phải ngày càng xinh đẹp hơn nữa. Tại vì phụ nữ sinh qua ra là quá thiệt thòi rồi, nên là con muốn vợ con phải ngày càng lo cho bản thân, dạ, lo cho bản thân hơn nữa. Chồng con khuyến khích con là mua hột xoàn đeo nè, đi spa mặc đồ đẹp này kia nọ đó. Nhưng mà tiền là đứa nào giữ? Tiền là tiền là con giữ, nhưng mà cũng kêu là em đi spa đi rồi gọi là chăm sóc bản thân đi, cái sao mình nói một lần đi là bao nhiêu đó tiền cũng sẽ nhiều dữ vậy. Cứ như vậy á, anh cũng tiếc tiền mà, cho nên là mình thấy ảnh vậy mình cũng xót. Dạ mình cũng xót thiệt. Rồi bây giờ tới con đó. Anh này anh bị một cái là ảnh khó tính,
anh dễ bị mất bình tĩnh á. Ừ. Anh nói cái giọng của ảnh thì nó hơi kiểu ầm ầm một chút á, đôi lúc anh nói nhỏ mình không nghe. Khi anh lặp lại lần hai, lần ba mình cũng không nghe luôn, thì khi mình lặp lại mình nói to một chút đi. Không, đến lần thứ tư con hỏi cái ảnh nạt lại mình giống như mình bị điếc vậy á. Mà thực sự là cái giọng nó nhỏ quá. Ừ. Rồi khó chịu. Khó chịu thấy miệng lúc nào cũng cười chứ nhỉ? Cười là như vậy á, chứ mà kiểu người tự nhiên thấy số điện thoại Grab nhắn tin là bạn đang có đơn hàng tới, ví dụ vậy đi. Cái gọi bắt máy gọi lên, anh coi chừng bị lừa đảo đó nha, tôi không có đặt hàng gì hết á. Ủa sao mình không hỏi là ủa anh ơi mình giao hàng của ai giao tới hay gì không? Anh coi chừng lừa đảo đó nha, tôi không có đặt hàng cái gì hết á. Câu hay quá, câu rất là Nam Bộ luôn á. Thiệt rất Nam Bộ điên sản á. Ừ. Kiểu vậy đó, cái người tự nhiên thể hiện rất là khó chịu như vậy đó. Ừ. Cũng lo cho mấy anh rap là nhiều khi họ đặt tới để cố tình mình đó. Tới để giao để bắt mình phải lấy á. Ừ. Thì mình cũng lo, mà đúng là cũng khó mình nói nhẹ nhàng thôi, tự nhiên lại đi gần giọng nói giống không như... cái đó là thật xấu đó. Dạ. Rồi còn gì nữa không, có ghen không? Cũng ghen. Ở đi làm đẹp cho đã đi rồi ghen đó. Ừ. Lúc trước chưa cưới thì có ghen, biết tính ảnh ghen như vậy rồi á, cho nên là thôi mình không có nhắn tin giỡn với ai nữa, kiểu người ta nhắc giỡn với mình thì mình giỡn lại thôi. Thì anh này anh xin ra ảnh ghen cái không nói gì hết, im lặng 2-3 ngày á, xong mình thấy lạ, xong hỏi ra mới biết, phải biết tính ảnh như vậy thôi thì mình cũng không có làm gì. Nhưng mà đó là trước đây, còn bây giờ thì sao? Bây giờ thì cũng không làm gì cho anh ghen, cho nên là bây giờ con mong muốn thay đổi điều gì? Con mong muốn là về cái công việc của ảnh á, cũng thì ảnh tập trung quá nhiều cho công việc. Hầu như là một ngày chắc cũng phải 12 đến 14 tiếng cho công việc á, thì không có thời gian chơi với con. Tối ngủ á, mà thậm chí mà con nói ba vô ngủ với con đi, nói chắc phải 5-6 lần á mới vô ngủ, còn không là cứ anh đang nhắn tin với khách, hoặc là còn không là có đá banh, nói chung là không có thích chơi với con á, lười, không phải không thích mà gọi là rất là lười chơi với con. Ừ. Nên là con muốn là ảnh thay đổi, là dành thời gian cho gia đình nhiều hơn, chủ yếu là cho con. Ủa, nhiều lúc mới thấy tụi nó lớn lên á. Dạ. Cái mình lại có một cái cảm giác nè, giá như mà có thể trước đây mình có thể thêm nhiều thời gian để chơi với chúng nó thì nó sẽ quý hơn. Dạ. Thì thật ra nó trẻ con nó lớn nhanh lắm. Dạ đúng rồi. Mà nhất là con trai thì nó rất thích chơi với ba. Dạ. Rồi. Thay đổi được không? Dạ được. Do mình sắp xếp. Ừ, dạ sắp xếp rồi. Dạ. Rồi xin cảm ơn hai đứa đã đến đây chia sẻ câu chuyện về vợ chồng nha. Dạ, em tên Đinh Quang Tuấn Hùng ạ. À. Hiện tại đang ở Bình Dương. Em làm bên ngành điện ạ. À. Dạ, em nay 29 ạ. Rồi còn em? Em tên là Trần Thị Thanh Thúy, em là công nhân viên chức, em 26 tuổi. Hai em quen nhau trong trường hợp nào? Mỗi lần mà sáng thì ảnh thường đi qua nhà em lắm. À. Cái ảnh gặp em ảnh cười thì cứ cười hoài mà không nói gì hết à. Ừ. Đi ngang nhà đó phải không? Dạ, đi ngang nhà. Nhìn vô cười một cái. Đó, đi ngang nhà. Bạn nghe đẳng coi. Cười dễ thương chứ đâu cười hề hề. Đúng không? Cười. Người ta cười dễ thương chứ không cười hề hề nha em. À. Đâu cười sao đâu cười sao đâu. Nhưng mà lúc đó em ở đâu mà em cứ canh lúc mà ảnh đạp xe qua là em có mặt, em xuất hiện để em thấy ảnh cười? Thì cũng thói quen, thì 7 giờ sáng là ảnh chạy ngang qua nhà thì là anh... cứ canh 7 giờ sáng ra đứng ngoài cửa để dạ. Ngó cười một cái đúng dạ, không? Dạ ngó cười cái là rồi à, mà nay nấy đi làm. Thì lúc đầu em nhìn anh này thì cười cũng ngộ ngộ, nhìn cũng đẹp trai, đúng với mẫu người mà em thích nữa. Nên là em nghĩ là mình phải cool này cho bằng được. Có nghĩa lúc ảnh cười là em cũng cười đúng không? Dạ. Hai đứa cứ nhìn nhau cười một cái là tự hiểu thôi đúng không? Dạ. Rồi đi làm. Đến bao lâu thì mới sắp lại nói chuyện với nhau? Khoảng gần một tháng. Em ở nhà của con nhỏ bạn em, thì ảnh chạy ngang qua, cái em mới kêu ảnh lại, thì hỏi ảnh thì ảnh tên gì. Rồi tối nay anh rảnh không, đi uống cà phê với em. Không, em bình thường, kêu lại hỏi cái em, hỏi tên cái rồi gốc gục em không nhớ tên. Cái rượu tối đó, công hẹn đó em tới em chở uống cà phê. Mà ra cái quán cà phê thì em ghé đó em phải ngồi đối diện cái tivi em mới chịu ngồi. Do đó em ngồi coi phim. Anh ngồi thì cái chân của anh dở lên cái ghế luôn, anh ngồi chầm hỏm vậy. Em có chừng té bây giờ đó. Xong rồi cái thôi từ đầu hôm tới cuối hôm không đếm xỉ tới em hết. Anh không có hỏi em sao, nhà em ở chỗ nào, hay là em bao nhiêu tuổi, anh không hỏi. Không hỏi lại, có mình ơn em hỏi thôi. Dạ. Anh coi phim sao kỳ vậy cưng? Em có cảm thấy thất vọng không? Cũng buồn. Rồi. Cái lủi thủi cái xong phim này, cái anh nói anh thôi về đi về rồi, chở nhà đi về. Rồi. Lần sau làm sao? Có lần sau nữa không hay là thôi luôn cho rồi? Có lần sau cái... Lần sau ai rủ? Tuần lại. Cái em cũng thấy ảnh cũng không có điện thoại cho em, xong á mới khó chịu, tại vì lúc đó em thích rồi em phải nhớ. Cái xong rồi cái em mới điện thoại đủ ảnh thì chiều nay anh rảnh không, lên nhà em chở em đi chơi. Hẹn ảnh 7 giờ thì
8 giờ cô không thấy đâu hết. Ngay bữa thứ bảy thì chiều cũng bạn bè đậu nhậu sớm. Nhậu đúng không? Dạ, cũng nhậu. Mấy bữa sau em thấy sao nó cắn ngứt người ta đúng không? Cái em mới lên làm quà. Rồi lý do nào mà sau đó là em yêu vợ em? Thì cho em cứ tấn công em ghét. Tấn công, tấn công là tấn công làm sao? Đúng tại vì mấy đứa bạn em thì cũng biết ảnh. Thì mấy đứa bạn em thì đâu có biết là em đang cua ảnh đâu. Nên mấy đứa đó nói cái anh đó đẹp trai á, thôi giờ tao cua nha. Cái em cũng nói thì mày cua đi. Nhưng mà trong lòng thì không thích. Thế xong rồi về lên kế hoạch luôn là tấn công mọi lúc mọi nơi luôn. Thứ điện thoại ảnh không nghe thì đi xuống chỗ làm kiếm sáng trưa chiều. Kiếm nhất mà khi nhiều lúc em đi chơi vậy cái em lúc đâu xài điện thoại luôn. Cũng lúc không xài luôn, trốn không xài điện thoại luôn. Cái cuộc tấn công nào mà bên này dính? Bữa anh lên nhà em, cái em nói giờ em bức xúc quá rồi, giờ anh có chịu làm bạn trai em không? Thế à? Lúc đó em cũng ngồi một hồi, cái em nói làm thì làm. Không có để ý vậy. Bao lâu thì là tụi em làm đám cưới? Khoảng 2 năm, em mới làm đám cưới. Thì cưới xong thì anh kia mới nói là khi mà anh quen em đó, anh được có dư được có cái xe à? Tại vì tối nào anh cũng em kêu ảnh lên là chở đi ăn, chở đi cà phê nên ảnh đâu có dư đâu. Sau khi mà cưới nhau về thì vợ em có ghen? Cứ về cái em đi chơi với bạn á. Lúc đó cũng còn chưa có hẳn là không còn tâm toàn ý phải không? Cái vẫn còn ham chơi đúng không? Dạ, cũng đi chơi với bạn cái cũng ghen đi cái 1-2 giờ. Vợ mình điện, tình cờ ở điện thoại đó thì ngồi uống phê có mấy đứa bạn bạn gái bạn bình thường bản thân đó. Cái tự nhiên mấy bạn bất mái lên. Lúc đó em sao? Là khi đó là tức tốc là đi không liền, đi kiếm cũng không có, cái đi về. Lát anh mới về, nó hỏi, thì anh nói là bạn. Thì bữa sau cái tự nhiên con bé đó nó lại gần nhà chơi, nó nói hồi tối này cái anh này đi chơi với bé đó. Xong về cái em ở trận lôi đình lên, nói tại sao giấu em. Anh nói tại vì nó rủ anh đi chơi nên anh đi chơi với nó. Đúng rồi, rủ đi chơi mà mình không đi chơi đó, mình không tôn trọng nó. Rồi sao? Rồi vậy thôi đó hả? Rồi anh có nói có xin lỗi xin phải gì không? Chỉ có ghen vậy thôi, em ghen hiền dữ vậy? Ghen lắm chị. Phải không? Dạ, ghen lắm. Ghen chị nhìn đợt, giục cũng mèo. Tức là giục đồ. Dạ. Giục đồ hay đập đồ? Giục là khác mà đập là khác. Lấy quần áo đồ chị. Giục. Giục ra, to ngủ ngoài đó lại. Tức là đuổi ra khỏi phòng. Đuổi ra luôn. Vậy đó. Từng một lần giận như là bao lâu? Một tuần là một tuần luôn. Năn nỉ cái nào cũng được đâu. Một tuần là ngủ ngoài luôn. Tức là thời gian sau khi lấy nhau á, là cái chuyện ghen tuông nó xảy ra thường xuyên không? Thì có một lần đó thôi. Giờ là hết rồi. Dạ dạ hết. Ghen có một lần một thôi hả? Hồi trước thì em thường ghen vậy, nhưng mà khi mà cưới vào khoảng thời gian á, thấy em đi làm nhiều quá, quen với lại nhiều người quá, thì anh quay lại ngược lại anh ghen em. Bây giờ là ghen ngược lại rồi. Vậy chồng em ghen sao, giống em không? Anh về cái anh coi tin nhắn, đi đâu mà em không về hay về trải hay gì, anh điện thoại khoảng 2 cuộc thôi là anh nóng rồi. Giờ em về không? Rồi tức tốc là bọn mẹ là bỏ hết để chạy về. Về rồi có bị ổng hành sách gì không? Thì về cái nói nếu không xài điện thoại được thì đập đi, đập được 3-4 cái. Ổng đập hay là em đập? Ổng đập. Em đang ghen mà. Em lẹ lắm, đã vừa nói cái cầm điện thoại ra cái em kiểu ai trang phan loan giục cái xèo luôn. Giục rồi sau đó là ai mua lại? Em thì mua lại. Dạ, em không. Đúng rồi. Em có mua. Em mua bởi vì ông đập. Rồi tụi em có thường xuyên cãi nhau không? Thì cũng có lúc. Lúc trước thì em đi ra nhiều, đổi lại giờ em lại đi nhiều. Rồi bây giờ hỏi thẳng luôn nè. Dạ. Cái cuộc cãi vã gần đây nhất của hai vợ chồng em là lúc nào? Hôm qua đây. Mà hôm qua, hôm nay là quay hình vợ chồng son. Dạ. Hôm qua có nghĩa là các bạn chạy chương trình. Ủa mà ghé gì? Cơ quan em tổ chức 20 tháng 10 cho cán bộ công chức thì có đi tăng hai nữa karaoke, thì vô trong đó thì âm thanh thì lớn quá em không nghe. Anh nói là về sớm đi rồi chuẩn bị đồ đạc đi xuống thành phố quay. Thì em mới nói thì thôi vậy chờ khoảng 2 giờ em về, thì em về trễ đi 2:30 thì anh ở nhà từ trưa. Anh nói giờ thôi khỏi đi ở nhà đi, cái em tự dọn quần áo trong alo rồi xong mà anh chở trên đường từ Bình Dương mà đi xuống thành phố thì anh không nói em tiếng nào hết. Là ngày hôm qua đó. Dạ, ngày hôm qua. Rồi cái tối hôm qua là có nói chuyện không? Dạ có. Thì có nói chuyện bao nhiêu? Giận bằng ngày thôi. Bằng đó. Thấy không? Hôm qua tối hôm qua mà còn giận nữa là bữa nay dễ gì mà gặp nhau lắm mà ngồi chuyện đúng không? Đó. Dạ. Rồi tối hôm qua ngủ ở đâu? Hai chồng em ngủ khách sạn. Vậy sao giận được? Đi quay chương trình vợ chồng son mà lại ở một cái nơi rất là lãng mạn mà gọi là khách sạn vậy dễ gì mà giận? Nay là hết giận nhau chưa? Dạ hết rồi. Hết rồi hả? Thôi giờ nè, bây giờ hỏi thẳng nha. Tật xấu nhất của chồng em là gì? Tầng 7 ngày anh nhậu tới 5 ngày rồi. Ít ghê. Thì chắc chắn là cái điều mong muốn nhất của bạn là bớt nhậu là bớt nhậu. Với lại anh đi nhậu về á, anh hay nói lắm.
Lúc tỉnh thì không nói đâu, mà lúc có men vô cái ảnh nói này nói kia. Nói cái gì? Em hứa sao em không làm. Kêu em thì mua chai nước nhỏ mắt, nói ngày mai mua, cái ngày mai không thấy, cái anh không nói đâu. Xong rồi cái anh đi uống rượu vô, cái anh dễ nói. Em mong muốn vợ thay đổi gì? Vợ em gọn gàng lại, từ thời gian để lo trong nhà ăn tí. Tới ngày sáng, từ sáng đi tới trưa tới chiều, khi tới 8-9 giờ mới về. Bây giờ cái mong muốn của chồng em á là được em quan tâm đến chồng em nhiều hơn, thì em có thấy cái mong muốn đó là bất khả thi đối với em không? Sau này thì em sẽ cất cái công việc lại một tí xíu. Sau này chứ không phải là bây giờ. tại vì bây giờ là chồng em á là hiện giờ đang rất muốn em quan tâm đến chồng em nhiều hơn chút nữa. Tại vì khi em quan tâm thì chồng em sẽ bớt đi nhậu, đúng không? Rồi những cái điều mà tụi em mong muốn thay đổi á là tụi em có thể làm được mà, đúng không? Dạ đúng rồi. Thậm chí nếu ở nhà luôn thì khỏi đi nhậu. Thôi bây giờ một tuần em không? Nhậu chừng 2 buổi thôi đó, rồi để thử một thời gian đó xem nếu mà vợ mà không quan tâm tới mình, không chịu bớt thời gian với mình thì em mới đi nhậu lại để cho vợ em thay đổi, được không? Chắc từ nãy về thì em giảm lấy được, thì lúc trước em cũng giảm vậy thường. Nhưng mà thường thấy về nhà của mình nhớ buồn có chút rồi chưa dạ. Thấy thôi bây giờ nghiệp không? Bây giờ xong chương trình này về Bình Dương và vợ có như bớt công việc lại xíu, quan tâm chồng nhiều hơn để cho bỏ nhậu nghe, được không? Ôm nhau cái tỏ là tình đoàn kết xây dựng đó. Rồi ok. Ai là nước bạn nào? Ai? Dạ đây. Đây. Can you speak Vietnamese? Một chút. Nói tiếng Việt một chút. Một chút. Mời em giới thiệu về mình. Hiểu không? Giới thiệu bản thân. What's your name? My name. Okay. Em sẽ giới thiệu bản thân. Okay. Em tên là Cho Hyo Jong. Em tên là Cho. Em năm nay em là 33 tuổi. Em đang là giáo viên tiếng Anh. Em đã sống ở Việt Nam 2 năm rồi. Hai năm mà nói tiếng Việt như vậy là quá giỏi. Cảm ơn anh. Như vậy là Jo hả? Jo là biết 3 thứ tiếng. Hàn Quốc, Việt Nam, tiếng English. Anh. Còn biết thêm tiếng nào nữa không? Tiếng nào? Language. Còn biết thêm tiếng nào nữa không? Which language I can speak? Tiếng Anh. Tiếng Việt. Tiếng Anh. Tiếng Anh. Tiếng Anh. Tiếng Anh. Tiếng Anh, tiếng Anh. Tiếng Việt, một chút tiếng Pháp. Tại vì ảnh từng làm việc bên Morocco. Mà Morocco họ nói tiếng Pháp nên là anh có biết một chút tiếng Pháp nữa. Giỏi quá. 4 thứ tiếng luôn ạ. Giỏi quá. Dạ. Mời em. Dạ, con xin chào cô Hồng Vân. Dạ, con xin chào anh Quốc Thuận. Chào quý vị khán giả xem đài. Thì con tên là Trần Hồ Thanh Trà. Dạ, thì hiện tại con đang làm việc tự do, con làm chung với chồng con. Dạ, năm nay con 29 tuổi. Dạ. Trà đúng không? Dạ. Sinh năm 94 hả con hay là 93? Dạ, 92 ạ. À 92. Trà thử giới thiệu một câu bằng tiếng Hàn thử coi. À dạ. À 안녕하세요. 저는 자라고 합니다. 올해는 사문 서른 다섯이 산입니다. 어, 이 사람입니다. 2 bạn nói chuyện nhau chắc bằng tiếng Anh nhiều hả? Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ. Vậy là con cũng dạy tiếng Anh chung giống với chồng hay sao? Dạ không, trước đây thì con làm ở bên nhà hàng khách sạn. Mà năm ngoái thì con nghĩ sao mà con chuyển qua làm chung với ảnh. Tại vì tụi con có mở một cái lớp học ở nhà. Thì con phụ ảnh làm về bên giấy tờ rồi nọ kia. Rồi, bây giờ chắc nhờ em dịch ra ha. Dạ rồi. Bây giờ kể cho chương trình nghe. Cái lần đầu tiên mà hai bạn gặp nhau như thế nào? Cơ duyên nào mà hai đứa gặp nhau? Đưa đẩy hai đứa gặp nhau, gái Việt gặp trai Hàn. Dạ. Thì lúc trước thì con có học tiếng Nhật ở trên một cái app học ngoại ngữ. Thì lúc đó con mới gặp anh này, thì con mới thấy anh này nhìn giống một cái người bạn cũ của con. Thì con đó con mới làm quen, nhắn tin làm quen trước. Thì nó con vô là bạn từ Hàn Quốc tới hả? Mà nhìn bạn giống một cái người bạn người Nhật cũ của mình. Xong anh mới nói vậy thì gặp ở ngoài đi. Gặp ở ngoài đi coi có giống thiệt không. Thì xong rồi hai đứa mới hẹn gặp nhau ở ngoài. Hẹn bằng nhắn ở trên nhắn cái đúp ở trước. Dạ. Rồi sau đó là như thế nào? Joe nè, bây giờ Joe nè. The first you meet her, how do you feel? Em thương thích người mũm mỉm. Nhưng mà cha là nước lại không mũm mỉm. Không có mũm mỉm. Nhưng mà khi là
Em suy nghĩ là em sẽ kết hôn với cô ấy. Không nghĩ là kết hôn với em. Dạ không, là em hoàn toàn là khác với cái gu của ảnh luôn. Ngay từ đầu bạn này thích mũm mĩm cơ. Anh thích mũm mĩm nhưng mà em lại kiểu gầy quá, dài quá gầy. Nhưng mà không hiểu tại sao lúc mà anh gặp em ảnh lại nghĩ là mình phải lấy cái cô này. Lấy cô này maybe destiny. Định mệnh. Định mệnh. Rồi bây giờ kể gặp tiếp. Nhau ở kiếp trước á. Kiếp trước last century á. Rồi bây giờ nhờ vô kể tiếp là khi mà hai người gặp mặt nhau lần đầu thì lúc đó như thế nào? Lúc đó thì tụi em không hẹn... không để vô kể thử coi em dịch đi Ulika cho mình che có thích không em mà nào số the language app no the first day you meet me how you feel thích không how first I felt impression, yeah. First impression you fallen in love with her I think I fell in love her just first sight so I met her and then I said can I speak English okay. I met her and I usually don't like this type of girl. Like this, she's not my type of girl usually, but I can feel her. Like I can feel something special with her. You know, I think I'm gonna marry her eventually. That's how I felt that day. Hay quá, em có thể dịch lại cho anh nghe được không? Thì nói y như nãy, tức là bạn nói là cái này không phải gu của bạn này, nhưng mà không hiểu tại sao mà bạn nghĩ trong đầu là bạn phải lấy cái cô này, là như vậy đó, định mệnh đó. Nhưng mà ý là có yêu, tức là yêu liền đó đúng không? Giống như tiếng sét ái tình luôn á. Dạ thì thật ra lúc ban đầu thì anh này cũng không phải gu của con luôn. Có nghĩa là vừa gặp mặt mà thấy là không phải gu liền không? Dạ, thấy trên hình là thấy không phải gu rồi, tại vì em thì em thích kiểu đàn ông cao và cũng ốm ốm, hoàn toàn ngược với ảnh. Nhưng mà khi mà gặp ở ngoài thấy anh này dễ thương, thấy hiền nữa. Xong rồi sau một vài lần nói chuyện thì thấy có vẻ hợp. Xong rồi tụi em mới quyết định là mình sẽ tìm hiểu nhau. Có nghĩa là ngay trong cái buổi đầu gặp mặt là đã đề nghị là sẽ, là đã có cả hai là đều có ý là tìm hiểu nhau rồi đúng không? Không, bạn này là mục đích là cưới bạn này, chỉ có bạn này á là bắt đầu confused chút xíu trước khi mà gặp đúng không? Tới chừng gặp một cái là thấy là có vẻ dễ thương. Như vậy thì hai đứa tìm hiểu nhau trong bao lâu? Thời gian tìm hiểu là khoảng một năm. Dạ, một năm thì tụi em mới bắt đầu là tính tới vấn đề kết hôn. Tại vì trong quá trình tìm hiểu thì em có nói với ảnh là em cũng lớn tuổi rồi, ở Việt Nam em lớn tuổi rồi và em cũng cần phải lập gia đình. Và bố mẹ em cũng đợi em lấy chồng. Nhưng mà Trà, lúc đó là ảnh đã làm việc ở đây chưa? Dạ không, lúc đó ảnh qua đây là theo dạng du lịch. Ảnh là khách du lịch ở đây thôi. Tức là ảnh mới qua Việt Nam được vài ngày và ảnh gặp em. Rồi sau 3 tháng đó, tại vì visa của ảnh là chỉ có kéo dài 3 tháng thôi. Nên là sau 3 tháng đó thì ảnh mới nói với em là anh sẽ quay lại Việt Nam. Anh sẽ quay lại Việt Nam làm việc và định cư lâu dài ở đây. Đúng nên là để ở cần em. Tức là vì cô này là chính đúng không? Yeah. You come to Vietnam because of me. Yeah, I think so. Destiny. Yeah. Your parents agree when you married her? Yeah, yes. Agree. My mom especially liked her when she saw her photo. They haven't met yet because of COVID. But when my mom saw her photo, she just likes her so much. Vậy hả? Nghĩa là vì COVID đó không có gặp được mà nhìn hình là đã thấy thương rồi, thấy thích rồi. Nhưng mà cái lúc mà nhưng bị gặp chưa? Bây giờ đã gặp được mẹ chưa? Dạ vẫn chưa. Tụi con mới có gặp qua FaceTime thôi. Thì đó. Mà cái lúc đám cưới là như thế nào? Đám cưới thì bây giờ tụi con vẫn đang đợi khi mà hết dịch có thể là đám cưới rồi sẽ làm hai bên luôn. Nghĩa là đã đăng ký kết hôn rồi nhưng mà chưa tổ chức đám cưới đúng không? Nhưng mà bây giờ quay trở lại cái lúc mà khi mà ảnh quay trở lại nước của ảnh á, thì là trước khi là lúc đó là đã yêu nhau chưa? Dạ cũng có cảm tình với nhau rồi. 3 tháng là chị nghĩ cũng đủ rồi. Dạ. Trước khi về cũng biết là có cảm động rồi, có khóc lóc rồi, có chia tay rồi không? Dạ hoàn toàn không. Tại vì là thật sự là lúc đó con không có đặt nhiều kỳ vọng vào những cái mối quan hệ trên mạng, quen trên mạng. Huống chi là tụi con cũng mới gặp nhau được 3 tháng thôi. Cho nên con có nói với ảnh là nếu mà anh thích quay lại Việt Nam thì anh có thể quay lại. Nhưng mà nếu mà nói là để trở thành đi một bước mối quan hệ nó sâu hơn, nó nghiêm túc hơn thì con chưa có chắc chắn vấn đề đó. When you come back your country, you usually FaceTime with her day by day. Kakao talk, but not FaceTime, but yes, day by day, every day. Trước khi về ảnh có tỏ tình với em không? Dạ có. Cái ngày cuối cùng trước khi ảnh ra sân bay á, thì tụi con có hẹn gặp nhau.
Thì anh nói là anh đi lần này nhưng mà anh sẽ chắc chắn anh sẽ quay lại. Thì anh nói là anh muốn có một cái gì đó để làm niềm tin cho em. Dạ. Thì lúc đó anh có mua cho em một cái lắc tay. Dạ. Thì lúc đó em cũng hỏi là anh mua cái lắc tay này ở đâu. Con có đeo không? Này có đeo không? Dạ anh em có đeo, để nhà mất rồi. Thì con có hỏi là anh mua lắc tay này ở đâu. Thì anh cũng thiệt tình trả lời anh mua ở chợ Bến Thành nè. Không kể đó, vàng nào bạc nào cũng được, miễn sao nó có lòng thành được rồi, đúng không? Có lòng là được. Dạ. Rồi như vậy là năm tháng sau là anh quay lại. Có khi nào bị lừa không? Mua chợ Bến Thành có khi nào bị gọi là... Dạ thật sự là anh cũng không biết là anh có bị lừa hay không cô. Tại vì anh mới qua Việt Nam. Nên là anh cũng không biết là cái giá trị vật chất ở Việt Nam như thế nào. Nên là khi người ta đưa cái giá đó rồi ta nói cái này mạ vàng đó nha. Thiệt đó, mạ vàng. Thì anh mua. Anh mua cho con thì anh nói, anh cũng nói thiệt là cái này mạ vàng em ơi. Nhưng mà con, người Việt Nam con nhìn là con biết. Biết là không phải là đeo là một mấy người bị ten á ngứa. Cái là cái lắc màu vàng chứ. Nó màu vàng thôi. Rồi là 5 tháng sau anh quay lại. Dạ không, 2 tuần sau thôi. Ồ, như vậy là nhanh quá rồi. Wow, vậy đó hả? Hai tuần sau. Chịu không đổi đúng không? Two weeks you come back Vietnam. I actually didn't understand. Can you explain? After the first time you come to Vietnam and you come back to Korea and 2 weeks later you go back to Vietnam. Yes, yes. Okay. I came back. I came to Vietnam in August, but I had an important test in September, so I had to go back to Korea. And right after that, I came back to see her, and then I stayed miss her until lot. Now. You miss her. I missed her. Yeah. Lần đó là romantic. Nhớ quá rồi. Vậy là trong 2 tuần nữa chắc có lẽ là nói chuyện điện thoại rất là nhiều và phải nói rất là tình cảm, rất là ỉ ôi, cho nên là ảnh mới quay trở lại nhanh như vậy đúng không? Dạ đúng rồi. Mỗi ngày đó. Dạ. Đó cũng một phần là vì chồng con bị vấn đề ngoài da nên là ảnh lại không chịu được cái thời tiết mùa đông ở bên Hàn Quốc. Nên ra là ảnh nói là ảnh muốn ở Việt Nam một thời gian. Nếu mà ảnh cảm thấy hợp với thời tiết đây thì ảnh sẽ định cư đây luôn. Như vậy là sau 2 tuần ảnh quay trở lại là hai đứa chính thức quen nhau. Dạ đúng rồi. Nụ hôn đầu tiên ở đâu? Tức là em phải hỏi là cái nụ hôn của trai Hàn Quốc nó có khác gì trai Việt Nam không? Trước bạn này là con có người yêu chưa? Dạ có, con trước khi quen anh này là con cũng có tìm hiểu. Nhưng mà đó là quen chính thức thì chỉ có 2 người thôi. Như là vậy là phân biệt được rồi đúng không? Nụ hôn của trai Hàn Quốc với trai Việt Nam khác nhau đúng không? Dạ, hay là rồi. Giống nhau? Nó khác, chắc là nó khác. Anh này thì kiểu là ảnh ngượng. Khi mà ảnh lần đầu tiên con ở bên nhau á thì sao ta? Rất là ngượng ngùng. Hình như là con chủ động nhiều. Chủ động. Dạ. Vậy hả? Chứ mà vậy trước đó là bạn có người yêu không? Trước đó là bạn này có người yêu chưa? Dạ có, trước đó có người yêu. Vậy mà bạn ngượng ngùng vậy đó hả? Dạ. Tại sao Châu lại ngượng ngùng với cô gái này? Similar like why you are shy when you when we kiss. Why you feel shy when we kiss? First kiss. Why I felt shy when we kissed? I don't know. Em không biết. Em không biết mà em ngại. Em đang ngại. Thì cái nụ hôn đó diễn ra là cái ngày lần thứ 3 tụi em gặp nhau. Thì ảnh mới lúc đó ảnh đang ở Đà Lạt. Ảnh có đi Đà Lạt 1 tuần. Thì lúc đó ảnh mới nhắn cho em đó là em có thích ăn cái gì không? Em có thích món ăn Hàn Quốc không? Thì em nói dạ em thích, thì nhất là món tteokbokki, bánh gạo Hàn Quốc. Tteokbokki. Dạ. Dạ nói là cái đó là món tủ của anh á. Thì thôi bữa nay em qua rồi anh nấu cho em ăn. Thì con biết là con bị dụ nhưng mà thôi con có để cho anh dụ không luôn. Qua nhà anh. Dạ qua nhà anh. Thì nấu nướng ăn rất là vui vẻ, thì xong ngồi nói chuyện với nhau hồi cái bắt đầu ngồi sát lại là ảnh quay con ảnh quay qua nhìn thôi hồi là bắt đầu chuyện gì tới nó tới. Như phim vậy, như phim vậy. Nhưng mà nó tức là khác nhau ở chỗ là ảnh dè dặt thôi đúng không? Dạ, anh bị rụt rè đó đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà là chỉ hôn thôi đúng không? Chỉ hôn thôi ạ. Hôn với ăn thôi chứ không có. Không thì thôi. Rồi mà anh hỏi gì thôi. Mà con cảm giác nó lãng mạn không? Dạ, lãng mạn hơn với cái nụ hôn của gọi là con trai Việt Nam không? Con nghĩ cái này nó là xét về cái cảm xúc. Thì với ảnh thì con cảm giác là cái người đàn ông này rất là ấm áp. Và có người mà mình có thể tin tưởng và mình làm cái bờ vai cho mình. Nên là ảnh cũng không có ý gì xấu. Thật sự lúc đó là con cảm giác là ảnh không có ý gì xấu hết. Nên là mình cứ để trôi theo cảm xúc thôi. Trời ơi, qua ăn tteokbokki cuối cùng lại là
ăn môi nhau. Tteokbokki. Nói gì? We are talking about the first day we meet. You cook tteokbokki for me, but eventually you eat my lips. She's just make a joke. Thấy Trà chủ động như vậy á, thì Joe thấy như thế nào? He may like I meet you, I when we meet at the three time at your Airbnb, I'm a little bit active. I'm the first person kiss you. How you feel? You're scared. No, actually, I first time I met her, I really liked her, so I wanted to act very carefully. Does it make sense? Like she's, I felt like she's so valuable to me. I didn't want to look, I'm a bad boy. So I was a little bit shy, and then, well, I was very happy too because we were. You're happy. Yeah. You're happy. Mm-hmm. Sợ là người không dám chủ động, sợ là làm sai bị đánh giá. Bị đánh giá là trai đánh giá. Và sau đó rồi là chắc là cho thấy chủ động hơn đúng không? Sau cái lần đó. Sau lần đó thì là chắc mình chủ động. Dạ, tức là sau cái lần đó thì là Joe sẽ là người chủ động đúng không? Dạ đúng rồi. Như chỉ bị động một lần thôi chứ. Rồi sau đó thì là sau đó thì bao lâu next thì em dẫn Joe về nhà để ra mắt mẹ. Next time. Next time. Cái đó là khoảng được 8 tháng. 8 tháng rồi hả? Thật ra là 6 tháng là tụi con đã bắt đầu đề cập tới vấn đề kết hôn rồi. À. Nhưng mà chỉ là nói chuyện thôi, nói chuyện giữa hai người, chia sẻ với nhau về cái ý định tương lai thôi. Chứ không phải là ý là con nhắn ảnh là thôi anh cưới em đi, không phải vậy. Bàn luận về vấn đề tương lai. Bàn luận về tương lai thôi. Thì sau đó anh nói là để anh suy nghĩ và anh nói chuyện với ba mẹ anh. Thì 8 tháng sau thì tụi con mới quyết định là dẫn anh về ra mắt ba má con. Cho còn nhớ cái lần đầu tiên ra mắt ba mẹ vợ mình á, lúc đó bạn như thế nào? You meet her parents. The first time you meet her parents, how do you feel? Scared. I was a little bit nervous but not scared. But I felt good with her already. So I thought, I believed myself I will have good relationship with her parents too. And she already told me how her parents are. And I believe they are like, I already knew like they are good people. So it was okay. It was like a little nervous, but mainly I was okay. I was happy to meet them. Không sợ đúng không? Không dạ, đúng rồi. Và anh rất là tự tin với cái mối quan hệ này. Nhưng mà lúc đó là Joe có biết nói tiếng Việt chưa? Dạ biết một chút. Và ai là người dạy cho nó tiếng Việt? Chắc dạ, là em. Đương nhiên rồi. Cho em bạn xóm mới dạy. Cho lúc nhớ là lúc đến với ba mẹ vợ mình là Cho đã nói những gì không? Ba mẹ. Khi anh gặp ba mẹ em, anh nói gì? Em nói là ba mẹ ơi. Con yêu cha nhiều. Con muốn làm cha hạnh phúc. Nếu ba mẹ đồng ý, con muốn kết hôn với cô ai? Con muốn gì? Thách gì? Kết hôn. Kết hôn. À, kết hôn. Kết hôn với cô ấy. Trà. Câu đó là Trô tự học hay là Trà dạy cho Trô nói? Trà chứ sao mà tự học nổi? Không biết nào mà tự học. Không phải bằng mẫu anh ơi. Vậy là Trà dạy. Dạ. Thì ảnh cũng nói là hỏi con là khi gặp ba mẹ thì nên nói như thế nào. Thì con cũng có chỉ cho ảnh vài câu. Nói câu đó chắc ba mẹ là đồng ý liền đúng không? Bao nhiêu lâu mới học thuộc cái câu đó? Dạ, ngay trước cái ngày gặp luôn cô. Là học trong một ngày thôi? Dạ đúng rồi. Trời ơi. Mà hiểu được cái nghĩa không? Bạn hiểu được cái nghĩa không? Trô hiểu được cái nghĩa, ý dạ, nghĩa của cái câu đó không? Học thuộc lòng. Hay là chỉ có học thuộc lòng thôi? Thì con có dịch ra câu đó nghĩa là gì. Nhưng mà để mà hiểu từng chữ thì không có hiểu được hết. Dạ. Trời ơi, chỉ cần mà sai một từ thôi. Dạ có những lúc ảnh bị nhầm. Giống như khi mà thỉnh thoảng anh qua nhà ba mẹ con chơi, thì ảnh có gặp mẹ con rồi em gái con, thì ảnh nói là hai mẹ con đang làm gì đó. Nhưng mà ảnh nói ngược lại, hai con mẹ đang làm gì đó. thì người nước ngoài lúc nào dễ bị cái đó. Đúng lắm rồi. Dễ bị lắm. Bị nhầm, ảnh dễ bị nhầm cái đó. Đúng rồi. Không phải ảnh đâu, tất cả những người nước ngoài đều bị nhầm kiểu như vậy đó. Là lần đầu tiên là ra mắt ba mẹ em. Thì đến bao lâu thì hai bạn mới đăng ký kết hôn? Tụi em đăng ký được là một năm và ba tháng. Nhưng mà cái lần đó xong rồi, khi mà Joe xuống nhà đó, rồi ba mẹ của con á, cái có kiểu như là có thích bạn này không? Có ý kiến gì không?
À, dạ lúc gặp thì anh này anh đúng ra có hối lộ trước rồi. Anh có hối lộ ba mẹ con trước, có mang quà tới. Anh chuẩn bị kỹ lắm, tại vì cái ngày mà anh quay lại Việt Nam là anh biết là anh sẽ gặp ba mẹ con. Là anh mua ở sân bay, anh mua rượu với lại mua mỹ phẩm, thì anh mang tới thì lúc đó thì ba mẹ con cũng thích thích. Thấy anh này cũng hiền đàng hoàng nữa. Với lại là có quà hối lộ nữa. Có quà hối lộ nữa. Tức là bây giờ ba mẹ của Joe ở bên kia là còn đi làm không hay là đã nghỉ retire rồi? Dạ, ba chồng con vẫn còn đang đi làm. Nhưng mà là em đã ra mắt với ba mẹ của Joe chưa? Dạ có, chứ tụi con có FaceTime thôi à. Đó, có FaceTime với chị. FaceTime rồi. Mà ba mẹ của Joe là rất thích bé này. Đó, rất thích bé này rồi. Cho nên bây giờ là chỉ có chờ hết dịch là làm đám cưới lớn. Bữa nhớ mời tụi tôi nha. Rồi đám cưới Hàn Quốc ra làm sao? Chưa có đi đám cưới Hàn Quốc bao giờ luôn đó. Rồi các em là lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ tới hôm nay thì là tròn 11 tháng. 11 tháng, 11 tháng. Rồi sao? Rồi có thấy bạn Joe có tật xấu gì không? Nếu mà kể tật xấu thì chắc tới mai cũng không hết đâu cô. Sao bây giờ mình chắc lọc là tiêu biểu đi. Xấu nào mà xấu đau xấu đớn á. Xấu tiêu biểu, xấu đau xấu đớn á. Dạ. Để tranh thủ mình nói đi cho anh không biết đâu. À, thì cái tật xấu tiêu biểu nhất của ảnh là ảnh bừa. Ảnh bừa bộn lắm. Thì cái này hồi đầu con cũng rất là sốc. Tại vì con nghĩ là cái người Hàn Quốc thì thường thì họ rất là gọn gàng, ngăn nắp. Họ có tổ chức đâu ra đó. Còn anh này là anh sống giống như theo kiểu freestyle á. Ăn giờ nào ăn, ngủ giờ nào ngủ. Vậy rồi là con hình như con không chịu coi phim tập phim bộ Hàn Quốc rồi. Phim bộ Hàn Quốc cô thấy không có cái đàn ông Hàn Quốc nào mà gọn gàng hết. Phụ nữ không à. Một tay phụ nữ hết á. Nếu mà nói về phim bộ á là như vậy đó. Nên con đừng có sốc. Giờ con cũng quen rồi cô. Nghĩa là bừa bộn đúng không? Dạ đúng. Bừa rồi. Bộn. Rồi. Bộn. Không có giờ giấc cụ thể. Dạ. Rồi cái thứ hai nữa là anh nói chuyện hơi to tiếng. Hình như là anh thấy là trai Hàn Quốc là ai cũng nói chuyện to tiếng chứ. Nữ cũng nói to tiếng luôn em. Dạ. Nữ cũng nói luôn. Dạ. Đặc biệt là khi tụi con đi ở ngoài đường mà anh nói tiếng Anh nữa. Nên là bắt buộc anh phải nói to, nói rõ để con hiểu. Nhưng mà khi anh nói ai cũng quay qua dòm. Nó lúc chạy ngoài đường ai cũng quay qua dòm, tưởng là tụi con đang cãi nhau. Chưa hiểu. Thôi, chưa hiểu. Ăn, giờ nói ăn to nói lớn là thuộc tính rồi. Cái đó mình không xếp vô cái xấu. Chỉ có bừa bộn thôi. Bừa bộn. Bừa bộn. Còn gì nữa không? Mê, có mê cái gì không? Có mê gì mà khiến em bực mình á? Dạ không. Hầu như là mấy cái vấn đề khác là trong khả năng mình chấp nhận được. Mê thú vật nè, hay mê game nè, hay mê đua xe nè, hay là mê đại khái là những cái nhậu nhẹt hay này kia có không? Có một cái là anh hút thuốc hơi nhiều. Thì cái đó gần đây con cũng nhắc nhở thì anh cũng đã có cải thiện bớt rồi. Có mê chơi game không? Có chơi game nhưng mà chơi trong khung giờ nhất định thôi. Như vậy là không phải tật xấu đúng không? Dạ đúng rồi. Chơi game mà có chơi mình hay là chơi đồng đội? Con có chơi không? Con có chơi với Joe không? Dạ không, con không thích chơi game. Mà ảnh ảnh có cái game nào mà ảnh bắt em chơi chung nhau? Dạ có, mấy cái game ở trên BS. Mấy BS mấy cái game đơn giản thôi. Thậm chí là ảnh mua nguyên một cái set game mà cho nam nữ chơi với nhau á. Mấy game đơn giản. Giống như PlayStation á. Dạ đúng rồi, PlayStation đó con. Mấy cái đó con chơi với nhau được. Dạ. Còn gì nữa không? Sao kể mấy tật xấu mà thấy nhẹo quá. Thôi coi như chấp nhận cái bừa bộn. Đó, chấp nhận cái bừa bộn. Chỉ có bừa bộn thôi đó. Còn cái chuyện nóng tính không? Có nóng tính không? Có. Dạ, trai Hàn Quốc hay nóng tính lắm á. Dạ, có gia trưởng không? Có, cũng có một chút gia trưởng. Con trai Hàn Quốc gần giống con trai Việt Nam á. Con trai Việt Nam ít gia trưởng. Không, nhiều người ra gia trưởng. Trai miền Nam là ít gia trưởng. Trai miền Bắc á là hầu như là hay gia trưởng. Dạ đúng rồi. Nhưng mà con có thể nói một cái cụ thể, một cái việc gì mà theo con đó là gia trưởng không? Ví dụ như là khi mà tụi con có những cái mâu thuẫn á thì đôi lúc là con không có kiềm chế được, con lớn tiếng với ảnh, thậm chí có khi là con có cái gì kế bên là con quăng vô, thậm chí con đánh ảnh luôn. Mà ảnh như là ảnh bị sốc á, là ủa tại sao em làm như vậy, em là vợ tại sao em làm như vậy. Vậy đó hả? Vậy là cô này nóng tính không? Thôi chắc là hết tật xấu rồi đúng không? Dạ cũng kiềm bớt rồi. Rồi thôi giờ tới Joe. Tật xấu của cô ấy là gì? You interview about her. What you don't like about me? What I don't like about her? What kind you don't like about her? Em thích chơi game ở nhà. Em không thích đi ra ngoài. Ví dụ là em bị dị ứng. Dị ứng. Em cần Mai Lan.
Nhưng mà em cha nói anh ơi đi, chúng ta đi ra ngoài, chúng ta đi chạy xe máy. Sometimes it's a little, I feel itchy outside and it's a little hard. And em nói đi những cái tật mà Joe không thích á. Em không thích nhôn nhép và rửa chén. Em không thích dọn dẹp, không thích rửa chén, không thích làm việc nhà. khi em sống một mình, em rửa chén một lần hai ngày, một ngày, không rửa chén, ở sau ăn xong. Nhưng mà em cha mua cha rửa chén ngày sau khi ăn xong. Là em phải rửa, tức là cha một ngày là muốn rửa liền mà không có thích hai ngày một lần. Cho có rửa lần nào không? Sáng nay em thức dậy nhôn nếp. Anh nói em nói là nhôn nếp dọn dẹp hôm nay dọn dẹp. Tại sao? Tại sao mỗi ngày mỗi dọn? Bây giờ là cho nói thêm những cái tật xấu của Trà nữa đi. Con nói my personality that you don't feel unhappy, you don't like. Nóng tính có không? Nóng tính. Sorry, can you repeat that again? What's my personality that you don't like? Like hot tempered. She's a little emotional and hot temper. Gì đó, Châu nói tiếng Việt đi. Nói tiếng Việt. Phải nói tiếng Việt. Chị dịch cho. Ok. Em sẽ nói tiếng Việt. Đó. Khi cha bị bệnh và cha mất tired. Khi mà bị bệnh và mệt á. Cha thức giận. Dễ tức giận. Angry đó. Nhiều. Không nhiều but easily. And thường em nói lời mà em không muốn nói. Sometimes she says she doesn't mean but it's just because she's angry. She has an anger speaking. em không thích. Em không thích cái này hurt my feeling. Sometimes I remember. Em có nhớ nơi mà cha nói. I made it clear. Rồi á, she beat you usually. Beat me? Not yet. Not like seriously. Chứ lại con chỉ đánh like vài cái. Đánh like this. Chứ không phải là kiểu đánh nhau như vậy. Tiếng Việt gọi là ăn hiếp. Mình bị ăn hiếp. I bully you. Vietnamese. Ăn hiếp. Ăn hiếp. Trà ăn hiếp tôi. Trà ăn hiếp tôi. Đúng rồi. Em ơi, đừng ăn hiếp anh nữa. But is it like as a joke or as a joke? Okay. like this. Cho đùa thôi, đùa giỡn thôi. Có bao giờ mà Châu lớn tiếng với em hay là mạnh tay với em không? Dạ, ảnh thì anh không bao giờ anh đánh. Nhưng mà cũng có lớn tiếng. Nếu mà có những cái mà anh cảm thấy con quá đáng thì anh sẽ nói lại. Tại sao em là vợ mà em lại làm như vậy hả? Dạ đúng rồi. Rồi còn gì nữa không? Còn thêm tật xấu gì nữa không? Tốt. Something else? No. Yeah. About your personality. Vậy thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Mới có 11 tháng à. Anh hỏi nè, ai là người đăng ký tham gia chương trình này? Dạ em. Tại sao em lại tham gia chương trình Vợ Chồng Son? Tại vì thứ nhất là em rất là ngưỡng mộ anh Quốc Thuận với lại cô Hồng Vân. Nên là nghĩ là trời sẽ rất là tuyệt vời nếu mà mình có cơ hội gặp cô anh với lại cô. Và thứ hai nữa là con cũng thường coi chương trình này và thấy những cặp đôi họ chia sẻ những cái câu chuyện tình yêu của họ rất là thú vị. Thì con cũng muốn giới thiệu cái câu chuyện tình yêu của tụi con tới với khán giả. Hay quá. Dạ. Vậy thì bây giờ con mong muốn Joe thay đổi cái gì nè? Dạ con muốn ảnh là phải kìm bớt cái tính bản tính nóng nảy của ảnh lại. Có đôi khi là có những lúc ảnh nóng mà
ảnh đụng tay đụng chân. Không phải là ảnh đánh con nhưng mà ảnh đập đồ. Ảnh ảnh tức giận ở những cái đồ vật khác. Dạ, cho hiểu không? Trà muốn cho bớt nóng tính. Agree. Bớt nóng tính. Bớt nóng tính. Bớt nóng tính. When you're angry, you're so mad, you're so crazy. So I want you improve that point. You angry a little. Little. Yes, yeah. Nói rồi gì nữa? Gì nữa? Một cái nữa là con muốn ảnh sống có tổ chức hơn một chút. Bớt bừa bộn. Không bừa bộn. Bớt bừa bộn lại. Ăn uống. Trà muốn cho dọn dẹp mỗi ngày. Rửa chén mỗi ngày. Quét nhà mỗi ngày. Actually, bây giờ em hấp rửa chén. Sau khi ăn. Đúng rồi. Mặc dù cha về nhà. Em là một mình ở nhà. Em rửa chén. Bây giờ em vẫn rửa chén sau khi ăn. Em vẫn rửa chén nha. Em vẫn rửa chén. Giỏi. Good boy. Good boy. Cảm ơn. Rồi. Còn thêm gì nữa không? Đây là cơ hội của em để em nói cho anh biết. Con muốn bớt hút thuốc không? Đó. Dạ có. Bớt hút thuốc lại. Bớt hút thuốc lại. Bớt. Bớt hút thuốc. Stop. Giảm. Stop smoking. Đó. Dạ dạ. Nếu mà stop được stop luôn. Em cũng muốn bớt hút thuốc. Đúng rồi. Rồi cho muốn trà thay đổi điều gì? What you want me to change? Is there something that for me you want to change? Em muốn trà chơi game với em. Trời tội nghiệp. một cái điều mong muốn đơn giản. Em muốn trà chơi game card game, board game, computer game, any game. Nhưng mà game em thích game. Cái này là sở thích của em. Sở thích của em. Okay. Em muốn chia sẻ sở thích với cha. In the future when you have a baby, son, you like son or girl? Em muốn con gái. Con gái. she play game with game you. With me. Bây giờ còn muốn gì nữa không? Còn muốn thay đổi gì nữa không? Joe muốn trà thay đổi cái gì nữa? Đừng chơi mà. Game thôi, còn muốn cái gì nữa không? Cái gì nữa? More. More? Muốn. Muốn. Em là người nước ngoài ở Việt Nam. Người nước ngoài ở Việt Nam không thể nói tiếng Việt. Khó quá. Sống ở Việt Nam, người nước ngoài sống ở khó quá. Khó quá hả? Sometimes I wish cha hiểu anh là người nước ngoài. Người nước ngoài. Người nước ngoài. Muốn có nghĩa là muốn dạ, trà muốn... dạy cho tiếng Việt nhiều hơn hay sao? Không phải. Ý là muốn em hỗ trợ ảnh trong cuộc sống nhiều hơn. Đúng rồi. Yeah. Người nước ngoài ở Việt Nam rất là khó. Rất là khó. Dạ, đúng rồi. Và khó tức là cái vốn tiếng Việt không có biểu lộ được hết cái cảm xúc, dạ, cái mong rồi. Muốn. Cho nên là Joe muốn là trà hiểu Joe nhiều hơn. Dạ. Đó, hiểu nhiều hơn và hỗ trợ nhiều hơn. Tại vì cái cuộc sống ở bên ngoài đã mỏi mệt lắm rồi. Dạ. Giờ về nhà chỉ muốn là vợ chơi game với mình nè. Đó, vợ sẽ chia an ủi với mình nè. Tại vì sống xa cha mẹ không? Đi ra ngoài thì bị dị ứng da. Thành ra là không muốn ra ngoài nhiều, chỉ muốn ở trong nhà hai vợ chồng thôi. Thì cái đó chắc con làm được đúng không? Dạ, chắc đúng con rồi. Có thể đáp ứng được cái điều đó. Dạ. Rồi. Con muốn có baby luôn chưa? Dạ tụi con dự định là khoảng 2 năm nữa. 2 năm nữa. 2 năm nữa. Dạ. 2 năm nữa. Có bị trễ không ta? 2 năm nữa rồi thêm 6 năm nữa là có người chơi game chung rồi. 2 năm nữa. Bé năm nay 29 rồi, 2 năm nữa là 31. Con 31. Dạ, là khoảng năm 2013 là con muốn có baby để con sinh trong cái năm thìn. Cho nó cùng tuổi với ảnh. Không, dù sao đi nữa là trong cái thời gian mà dịch vẫn còn như thế này thì anh vẫn khuyên là thôi cứ từ từ. Cho nó qua hẳn cái vụ dịch giả này đi rồi lúc đó rồi các em sẽ có một cái lễ cưới nè. Có gia đình hai bên và sẵn sàng coi như chào đón một thiên thần nhỏ. Cảm ơn anh Quốc Thuận. Em muốn nói một tay. Rồi, đi. Xin mời. Em muốn nói em sẽ chơi game một chút. Ít lại. Em sẽ học tiếng Việt hơn. Nhiều hơn. Nhiều hơn. Ok, nhiều hơn.
chơi game ít lại, học tiếng Việt nhiều hơn. Dạ. Em còn trai có muốn nói gì thêm đây, không? Đây, còn nữa. Nói nữa đi, cho nói nữa đi. Khi em gặp ba mẹ của cha, em nói là em muốn làm cha hạnh phúc. Nên anh em suy nghĩ là chơi game ít lại, học tiếng Việt nhiều hơn. Hay là quan trọng. Quan trọng cho chúng em các em chúng em. Ok. Rồi. Rồi thôi thì chương trình cũng chúc hai bạn sẽ đạt được tất cả những cái điều mong muốn của mình. Ví dụ như 2 năm nữa sẽ có một thằng con trai và một đứa con gái tuổi rồng. Dạ. Bạn này thích gái còn con thích con trai hay gái? Dạ, con thích con trai. Đó. Thì dạ, trai hoặc gái tuổi trai, rồng. Gái gì đều hoặc được là cả. Biết đâu một cặp một cặp rồng thì sao, làm sao mà biết được, đúng không? Song long luôn. Song long đó. Rồi xin cảm ơn Châu và Trà đã đến với chương trình. Thank you. Cảm ơn.